Nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, khu du lịch dã ngoại này đã đầu tư kinh phí khá lớn để tạo thêm nhiều tiểu cảnh mới lạ, mang đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Ngoài hái trái, tham gia các trò chơi dân gian, rồi trải nghiệm chèo thuyền dọc ngang sông nước. Đến đây, du khách còn có thêm một tour du lịch mới ngay trong khu dã ngoại, đó là giăng câu đêm. Không khó để tham gia trải nghiệm này vì mọi người đã được hướng dẫn cách bắt cá và tự tay chế biến sản phẩm do mình thu hoạch được. Cái điểm nhấn đầu tiên thì mình cũng bám vào cái vườn tre để mình làm thôi, để mình tạo cái không khí với lại là những cái tiểu cảnh mà nó hay và đẹp mắt cho du khách. Cái thứ hai nữa là mình cũng sẽ đầu tư về những cái ẩm thực. Thì sau này khách hàng khi mà vào Bamboo Garden thì cũng không còn như trước nữa, thì khách sẽ được dùng trái cây miễn phí nè, với lại là những cái nước thanh nhiệt. Giống như là ví dụ như là trà bản cầu cũng là đặc sản địa phương của Hậu Giang mình, rồi thêm một vài món nữa. Chỉ mới ngày đầu của đợt nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng tại các điểm du lịch sinh thái ở Hậu Giang đã thu hút rất đông du khách, đặc biệt là khách phương xa. Như tại một điểm du lịch này, trong ngày đầu đã tiếp nhận lượng khách hơn 70% công suất hiện có. Bảy công đất chỉ đơn giản là vườn cây ăn trái, ao cá, cùng với hơn 50 món ăn dân dã. Nhưng khu du lịch đã kéo lượng khách đến với mình bằng một hoạt động khá mới lạ. Đó là du lịch trên làng bè, với sức chứa mỗi bè hơn 30 khách. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi đây là không gian rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như là thoáng mát. Cái khung cảnh thì mình cảm nhận rất là đồng quê, thì cảm nhận của tôi rất là thích khi mà lần đầu tiên đến đây. Từ đầu năm đến nay, Hậu Giang đón hơn 250.000 lượt khách. Tỉnh hiện có hơn 20 điểm tham quan vui chơi và homestay nghỉ dưỡng. Với sự chăm chút, đổi mới hài hòa của các khu điểm du lịch theo thị hiếu khách thời nay, ngành công nghiệp không khói của tỉnh ngày càng khởi sắc.